Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. 2, 3. Bên này là món bạch tuộc xào sa tế. Tiếp theo là món này là cơm chiên hải sản. Mà món này là món yêu thích của em, xà lông nướng mỡ hành. Còn món này là đặc sản của quán lưỡi vịt Sabo. Giờ em tiếp tục ốc hương. Món này là ốc hương. Và món này là cánh gà chiên nước mắm. Còn món chính là... Món này là món lẩu đang xôi. Lẩu Thái. Xong cái em ngày nào cũng đi học mà xong cái em rất thích học võ. Mà cứ một ngày ví dụ trời mưa trời bão luôn á, em đi học mà dù cái ngày hôm đó chỉ có em thầy với lại một hai bạn nữa thôi là em vẫn tập. Chưa bao giờ mà em nghỉ học ngày nào luôn, trừ khi nào mà em bệnh quá luôn á thì em mới nghỉ. Kiểu em đam mê từ nhỏ luôn. Em nhớ nhất cái lần mà lúc em học lớp 2, lớp 3 rồi, xong cái lúc đó thầy bị bắt đi, thầy có lệnh gọi nghĩa vụ quân sự. Xong cái lúc đó kiểu như em chỉ không muốn học với thầy thôi, xong cái em đòi nghỉ học, xong cái em khóc lóc từ lưa hết trơn. Xong cái thầy, mà lúc em chỉ mới còn nhỏ thôi chị, mà em nhất quyết là em không chịu đi học, đó là không, thầy Lộc không dạy là em không đi học nữa. Và em khóc, nói chung là em làm ở nhà em một trận luôn, kiểu vậy. Cái ba mẹ em không thể nào mà khuyên em được nữa. Xong cái nguyên ngày hôm đó cái thầy bất ngờ thầy qua nhà em, xong cái thầy ngồi thầy nói chuyện với em 2-3 tiếng. Em vẫn còn nhớ như là ngày hôm đó thầy bận cái áo gì luôn. Mặc dù cái chuyện đó cũng khoảng là hơn 10 năm rồi, nhưng mà thì thật em rất là cảm động luôn á. Xong cái sau đó em biết được là thầy không có đi nghỉ phụ sự nữa, thầy đi theo viện dân quân á, thầy vẫn tiếp tục dạy em thì em vẫn tiếp tục học tiếp với thầy. Tốc độ lên. Rồi. Rồi đổi người luôn. Liên tục luôn, liên sức. Rồi, Nam cầm cao lên nè. Rồi, quay lại hết đó nha. Rồi, hát, Tuấn, hát. Happy birthday. Rồi, chúc mừng sinh nhật chị Như nha. Che bảo. Rồi, bây giờ cho Bình gửi lời chúc trước nha, mấy bạn lắng nghe nha. Rồi, Bình. Dạ, con chúc chị Như là sinh nhật vui vẻ. Nhìn lại đây. Sinh nhật vui vẻ. Trẻ như ngày nay. Trẻ như ngày nay. Nghĩa là hôm nay cứ năm sau nữa thì vẫn cứ trẻ như hôm nay là được, đúng không? Rồi, cũng có ý nghĩa. Rồi, tới Lan. Rồi, chúc. To lên, mới quay gần rồi mới quay. Thầy to quá. Sao nữa? Hết rồi. Rồi, vỗ tay cho Lam. Rồi, mời con. Rồi, Suri có chút gì? Rồi, vỗ tay cho Suri. Suri chút vậy mới được chứ. Rồi, cuối cùng là chị Trang. Không biết là phần quà này có gom về chung một nhà hay không là do chị Trang á. To lên, đọc to lên. Luôn phát tài. Rồi, vỗ tay cho Trang. Thì là những phần quà mà cho các bạn chúc á, nó sẽ là chút nữa sẽ được công bố. Nhưng mà hôm nay thì
các em thì thầy cũng có những món quà nhỏ nhỏ để dành tặng cho chị Như trong ngày sinh nhật ha. Rồi. Và rất là cảm ơn cameraman Bảo nha. Món quà cho chị Như. Thấy cái này đẹp mà hết á. Rồi, nhưng mà có một bộ đồ đây đây. Rồi, vỗ tay cho chị Như. Cái đỏ này không phải là đỏ mà cái MBC đỏ. Rồi hôm nay thì thầy đại diện lớp chúc cho Như cũng như là công việc cũng như là học tập của Như á trong năm mới này sẽ thật là nhiều cái thành công, và đặc biệt là trên con đường mà hướng dẫn các em á sẽ hướng dẫn được nhiều em mới có thể lên đẳng nè, sắp tới là Thư Như này kia nè sẽ lên đẳng nè, còn các em nhỏ sẽ lên màu đai mới nha. Rồi, trong cái đợt thi lên đai vừa rồi á là chị Như cũng như là anh Tú và các anh chị đã hỗ trợ cho các em trong quá trình thi lên đai. Rồi, hôm nay thì sự kiện là sinh nhật chị Như, thầy xin chúc cho con sẽ có được nhiều cái thành công và đặc biệt là sẽ học thật là tốt để mình song hành được là vừa dạy tốt mà vừa học tốt ở văn hóa nữa. Đó là cái mà thầy mong muốn ở tất cả tụi con luôn, chứ không phải là ở chỗ chị Như ha. Có nghĩa là mình học giỏi giỏi nè, mình học văn hóa cũng tốt luôn, đường chung đường tấm hôm nay đã băng rồi rồi bây giờ cả lớp đồng thanh chúc mừng sinh nhật chị Như nha. Rồi chuẩn bị 2 3 hello cả nhà, hello cả nhà. Hôm nay mình đang đứng phía sau hai chú hù rất là cao. Và bé học trò mình của mình cũng rất là cao luôn. Em chào mọi người. Chúc em tuổi mới cao lớn hơn nha, giống như hai bé phía sau. Hôm nay sự kiện gì em? Hôm nay sự kiện là sinh nhật của Như cả nhà. Rồi, đây là học trò của mình nha. Rồi hôm nay làm trên lớp thì có mấy bé chúc mừng này kia rồi cũng rất là vui, có không khí á. Nhưng mà hôm nay thì chị Phụng cũng muốn là thầy mời Như ăn một cái buổi tiệc nho nhỏ, sẵn rồi có những vài cái chia sẻ trong năm đầu năm mới, năm tuổi mới với em ha. Rồi thì trước khi mà vào quán thì cả nhà đừng quên ủng hộ cho hai vợ chồng mình cũng như là cho những clip của mình sắp tới nha. Rồi giờ mình đi vào quán thôi. Ok. Quán ở đây là Ốc Khoa nha cả nhà. Đó, đây là chị chủ rồi cả nhà. Chị cho em xin phép em kẹp cái này em hỏi chút thông tin bên quán nữa nha. Bên mình hoạt động từ mấy giờ tới mấy giờ chị? Dạ, từ 14 giờ chiều đến 2 giờ sáng ạ. Rồi địa chỉ ở đây địa chỉ bên em mà nếu mà mình nói là em là lấy đối diện chung cư Cách Mạng tháng 8 là 29 Thép Mới, phường 12 Tân Bình ạ. 29 Thép Mới, phường 12 Tân Bình. Dạ, phường 12 Tân Bình cả nhà. Dạ. Rồi. Hôm nay thì em tới đây cũng có cái sinh nhật của con bé học trò em. Dạ. Thì em đang thèm mấy món lẩu á, chị. Dạ. Tư vấn giùm em bên mình có các món lẩu nào ngon. Bên em đặc sản của em là cái lẩu cua đồng nè. Dạ. Lẩu gà tiềm ớt hiểm nè. Dạ. Lẩu bao tử, hành tiêu, lẩu thác lát. Nói. Dạ. Chung là đặc sản là lẩu cua đồng. Đặc sản là lẩu cua đồng. Dạ. Thì hôm nay Như ơi, Như đi chợ luôn đi, em thích ăn món nào thì em gọi cho cô làm luôn. Dạ, giờ em sẽ lựa những cái món mà em thích nha thầy. Thế là em muốn ăn cái món ốc hay món gì á em cứ nói, rồi ở đây chị tư vấn cái có rồi. Những cái món lưỡi vịt sabo nè. Lưỡi vịt sabo là cái sở lời của quán. Dạ. Em một cái lưỡi vịt sabo, em một cái lưỡi vịt sabo. Như gọi cánh gà chiên mắm. Dạ, cánh mắm. Cánh gà chiên mắm. Nướng mỡ hành. Như ăn sò lông nướng mỡ hành. Sò lông nướng mỡ hành. Em cũng đang đói quá chị, cơm ở đây có món cơm là ngon. Cơm em có cơm hải sản, cơm cá mặn. Cơm hải sản, cơm cá mặn. Dạ. Cơm hải sản. Cơm hải sản đi ha. Dạ. Một phần cơm hải sản. Cơm hải sản. Phụng lựa thêm, em không biết lựa món gì. Rồi bây giờ là cái món mà mình ăn á là đã có món no rồi.
Bây giờ cái quan trọng ở đây là ốc thì mấy chị em rất là thích. Mà ở đây không biết là cái món ốc nào mà quán bán mà người ta ăn nhiều chị? Ở đây là đa phần ốc hương, tại vì ốc hương bên em rất là to. Ồ, nên là dạ. Có ốc hương kìa em. Ốc hương thường bên em là cháy tỏi thì có tép mỡ đi kèm á, cho nên là nhiều người rất là thích ăn cái món đó. Em muốn ăn rang me hay cháy tỏi? Cháy tỏi. Ốc hương cháy tỏi đi chị. Dạ. Dạ. Ốc hương bên này chắc cũng xài to nên mọi người ăn là thích lắm. Lẩu thì muốn ăn nước ngọt hay là muốn ăn nước chua? Này bé lần đầu lên lên sóng mà bên kênh em á, cũng hơi ngại. Không là em không biết nữa, chị cũng nghi lắm. Cái nào thì kêu đó thôi. Dạ, hơi lẩu thái. Lẩu thái đi chị. Rồi một cái lẩu thái. Ăn nó chua chua cay cay. Bé này thích chua cay cay. Vậy là em làm cái này là mấy món hả chị? Dạ 6 món. Ốc hương cháy tỏi nè, lưỡi vịt nè, cánh gà chiên nước mắm, xà lông mỡ hành, cơm hải sản, lẩu thái. Dạ 6 món. Thêm một món gì nữa, ốc nữa đi. Đúng rồi, nó sẽ đọc ốc hay bạch tuộc hay gì đi. Bạch tuộc này. Tôm cũng được. Ấy là như có coi cái phiếu này, như thích cái nào thì kêu đó. 6 món thì để lên đây nó chưa hết. Hay là nghiêu đi. Hay là mình làm nghiêu hay sầu huyết. Dạ bạch tuộc nước sa tế. Bạch tuộc nước sa tế. Bạch tuộc nước sa tế nha chị. Dạ rồi. Ở đây là cứ khi nào mà hết khách thì chị mới đóng cửa. Đúng rồi, đúng rồi. Có nhiều khi chợ nhất là khoảng mấy giờ? Chợ nhất là khoảng 3 giờ sáng đến 4 giờ sáng. Nên đây giống như là địa điểm mà để mình ngồi để mình hàn huyên, mà tâm sự rất là vui luôn cả nhà. Mát nữa. Rồi, em cảm ơn chị Chi nha. Nhờ chị Chi làm giúp em. Dạ dạ rồi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Đây à, thầy sẽ dở nồi lẩu lên cho Như thổi tắt nha. Cảm ơn thầy. Rồi bây giờ mời Như giới thiệu cho khán giả các món trên bàn đi em. Dạ bắt đầu từ món bên này đi. Bên này bên này thầy. Bên này chứ. À bên này chứ. Dạ bên này là món bạch tuộc xào sa tế. Tiếp theo là món này là cơm chiên hải sản. Mà món này là món yêu thích của em, xà lông nước mỡ hành. Còn món này là đặc sản của quán lưỡi vịt Sabo. Dạ, em tiếp tục ốc hương. Món này là ốc hương và món này là cánh gà chiên nước mắm. Còn món chính là món này là món dạ, lẩu đang xôi, lẩu thái. Lẩu xôi đó nha. Hấp dẫn quá thầy. Rồi. Ok. Rồi, thì Như đã giới thiệu xong rồi em ơi. Thì bây giờ chắc là mình sẽ review từng món đi cả nhà. Và cái món đầu tiên thì mấy chị em rất là nao lòng. Mình sẽ mang cái món này tới gần mấy chị em. Ốc hương. Ốc hương nha. Rồi, dạ, em lấy cho Như với cho cameraman Long nha. Đây 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 để em lấy. À, con ốc ở đây bự quá cả nhà ơi, to ghê luôn á. Này là ốc hương cháy tỏi và ăn với em cảm ơn chị thầy. Tép mỡ ốc hương to nha cả nhà. Lần đầu tiên em ăn một ốc hương mà nó bự đến vậy luôn. 10 đến 12 con á, 10 đến 12 con tầm 1 ký. Đây là của Long. Đây của em đây. Đây có một bí quyết để ăn ốc hương ngon là mình phải ăn luôn được cái gan của nó. Đây em gấp cho. Đó. Cái gan của nó thì chị Phụng rất có kinh nghiệm để lấy cái gan của con ốc hương được. Em đâu có kinh nghiệm bằng anh. Rồi, ok. Rồi. Các em sẽ dặn nhỏ, nhỏ cái lửa lại xíu. Ở đằng trước. Đây. À, xôi rồi cả nhà ơi. Dạ. 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 Giúp em. Thì sẽ bỏ tôm nha.
trong lúc mà chị Phụng bỏ những cái món này vào á thì chắc là Như ăn thử cái ốc hương đi em. Dạ, dạ em mời thầy, em mời chị Phụng, em mời mọi người. Dạ, em cảm ơn thầy. Giờ em sẽ ăn thử con ốc hương đầu tiên. Con ốc này nó to ghê luôn á. Lần đầu em ăn con ốc to vậy luôn thầy. Sao em thử ốc hương em ăn nó nhỏ nhỏ. Cái mùi đúng không? Cái mùi vậy. Em xin phép ăn nha. Nó giòn, nó sụt sụt, nó ngon. Chị Phụng, chị Phụng thử ăn đi. Ok, xíu chị đi lấy cái mùi. Em sẽ thử cái tóc mỡ. Dạ, em cảm ơn. Hey. Lớp mỡ này nó cũng giòn, đúng ý em. Nhưng mà bao lâu rồi như kiểu như ăn mấy cái món mà nhậu như vậy? Dạ chắc cả năm luôn á thầy. Tại như như ăn uống cũng heo thì lắm đó nha. Em ít ăn kiểu những món như vậy. Bò thì lấy mình sẽ nhúng sau nha cả nhà. Tiếp theo chắc là bò. Anh cũng biết là em sẽ thích cái món ở bên cánh phải của Như. Cánh phải của Như. Thử món bạch tuộc đi bà. Đây. Anh rồi. Bạch tuộc, đây là bạch tuộc hồi nãy là mình xào sa tế đúng không Như? Dạ đúng rồi, bạch tuộc xào sa tế. Xào sa tế nha. Mời cả nhà, em sẽ chấm với lại muối tiêu xanh. Bạch tuộc nướng chấm muối tiêu xanh. Rồi. Mời cả nhà nha. Bạch tuộc ở đây thì chỉ có ướp cái vị nó thấm vô trong cái miếng bạch tuộc luôn cả nhà. Làm cái vị thì hơi mặn mặn một xíu. Khi mà mình chấm cái muối tiêu xanh đó thì nó cũng sẽ vừa vị hơn, với lại nó thấm cái vị sa tế đó, hơi cay một xíu nha cả nhà. Nhưng mà trong cái buổi mà mình ăn hành lọc những cái món như vậy nữa nè, có thể là các bạn ăn á, các bạn sẽ phải thấy là mọi người phải ăn háo hức lên, ăn mà kiểu dồn dập lên á. Nhưng mà ở đây thì kiểu Như mới lên clip lần đầu á nên có thể là còn ngại, nên có gì cả nhà thông cảm nha. Nhưng mà cái này nó ngon. Chưa ăn dữ lắm á. Ngon quá. Sao mình thấy anh Lộc dữ vậy? Anh đang là lấy cái gan của ốc hương này nè, nhưng mà nó cứng quá. Hơi văng nha. Con này nhớ không có gan luôn em ơi. Rồi tiếp tục nha cả nhà. Ốc hương này nó dài quá, giác luôn. Cái tóp mỡ nó ngon, giòn giòn đúng không? Dạ, nó giòn giòn, nó có tẩm nước mắm. Trời ơi, gan gần ra. Quá hay. Vô. Đè. Rồi, mời cả nhà. Mời cả nhà nha. Cái bánh mì này là để chấm gì thầy Lộc với chị Phụng? Em không biết. Bánh mì đó là chấm cái lưỡi vịt combo á nha. Rồi. Rồi. Dạ. Để em giữ cho rõ. Rồi, đúng rồi, công bình nha. Rồi. Thịt con miếng mùi gà. Không biết ăn gà. Con biết ăn bạch tuộc không? Ăn ốc hả? Dạ. Chị cho bé ốc đi. Ốc thì chú lấy ốc cho con. Con còn ốc. Đậu phộng bao nhiêu bịch? Dạ 20. 20 hả? Chấm cho con luôn nha. Có chân cây. À vậy thôi, giờ cô lấy cái khác. Vậy là cô lấy cái khác này nè. Anh lấy cái khác đi. Rồi, để anh lấy cái khác. Nhà con đâu? Rồi, nhưng bán giờ mai có đi học không? Có ăn muối tiêu không? Ăn muối tiêu được không? Rồi, đây, mời con. Ô, ăn luôn hả? Ok. Chồng mình xin nghỉ. Rồi, nhiêu con? 20 hả? Như thấy mấy món ăn bên đây như thế nào em? Dạ giờ em
em ăn thử ốc hương là món đầu tiên thì em thấy rất là hợp khẩu vị em á thầy, từ cái cách nêm nếm và lại cái nhất là cái tóp mỡ, em rất là ăn tóp mỡ mà tóp mỡ này rất là đúng ý em, nên là ăn em nghĩ là em sẽ ăn thử thêm những món khác nữa. Đây là món mà em gọi nè, cánh gà. Cái này là cánh gà chiên nước mắm. Thôi bây giờ mình sẽ cùng cánh gà với nhau để chúc mừng sinh nhật nha. 1, 2, 3 vô. Rồi lâu. Cái này cảm giác là nó, cái này là nè, cái tỏi nó thơm, cảm giác là nó không có bị khô nha, nhìn là bên ngoài nó thấy nó bóng lên luôn á cả nhà, nó không thơm với lại giòn lắm anh. Gọn cái này là có lưới à, ăn nhiều quá anh, ăn có nè. Nó chụp này chú không gắn cái cục màu đen ở trên giống cô vậy, chú hết cục rồi đúng không, chú nói đây là phát ra. Nè anh coi thử đi. Ngon quá à. Đơn đầu tiên luôn. Rồi cho con uống nước nha. Mình thích những bé mà nó nhỏ nhỏ này nghĩ nè. Cắt tóc ngắn ngắn nữa là mình nhớ tới Như hồi nhỏ. Như là học với mình từ lúc mà nhỏ mà lúc đó là lớp mấy? Được không? Em dạ, lúc đó em học lớp 1 với em 6 tuổi. Lúc đó là Như giống như Trang bây giờ vậy đó. Trang bé Trang có trong cái clip mà sinh nhật đó. Chúc sinh nhật là bé đó là em ruột của Như. Thầy Lộc hay nhắc đó, hay nhắc Trang là giống Như hồi nhỏ quá luôn á. Trang với em giống nhau thì hai chị em thì giống nhau nhất nhà luôn. Mà hồi nhỏ em để cái tóc nó mắc cười lắm, kiểu như là em kiểu như em như con trai vậy, em không thích để tóc dài mà em cứ cắt cái tóc mà nó sát cứ tới đây lỗ tai luôn vậy, ngắn gì luôn, ngắn cỡ này luôn mà xong gọi cái là bùm bê. Xong cái em cứ ngày nào cũng đi học mà xong cái em rất thích học võ mà cứ một ngày ví dụ trời mưa trời bão luôn á em cũng thích học, mà dù cái ngày hôm đó chỉ có em thầy với lại một hai bạn nữa thôi là em vẫn tập chưa bao giờ mà em nghỉ học ngày nào luôn, trừ khi nào mà em bệnh quá luôn á thì em mới nghỉ, kiểu em đam mê từ nhỏ luôn. Gần như là có khoảng bốn chị em là học bên mình đó nè, Ngô Hiếu là 5 người á. Nhưng qua mỗi thời gian á thì nhìn bé Như nó lớn lên từng ngày thì cảm giác là mình cũng già đi cả nhà. Thì hôm nay ngồi ở đây á chủ yếu là ăn những món ăn ngon, nhưng mà cũng ôn là kỷ niệm, thì có những kỷ niệm vui cũng có những kỷ niệm buồn, những kỷ niệm mà mình cảm giác là khi nhắc lại á mình đã đặt nó ở một góc nào đó rồi, nhưng mà nhắc lại là mình thấy lại một cái quá trình mà mấy thầy trò trải qua cùng nhau. Nhưng mà mấy cái kỷ niệm đó lúc mình nhắc lại bọn cảm thấy vui, đúng không? Nó qua rồi, cho dù nó buồn cách mấy nhưng bây giờ mình ngồi ở đây thì nó mới là hiện tại rồi. Nhưng mà cái đó thì đúng như người ta nói là kiểu sau này kiểu lớn mà có tiền thì cũng không mua được những cái ký ức đó. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Em nhớ nhất cái lần mà lúc em học lớp 2, lớp 3 rồi, xong cái lúc đó thầy bị bắt đi, thầy có lệnh gọi nghĩa vụ quân sự. Xong cái lúc đó kiểu như em chỉ không muốn học với thầy thôi, xong cái em đòi nghỉ học, xong cái em khóc lóc từ lưa hết trơn. Xong cái thầy, mà lúc đó em chỉ mới còn nhỏ thôi chị, mà em nhất quyết là em không chịu đi học, nói là không, thầy Lộc không dạy là em không đi học nữa. Và em khóc, nói chung là em làm ở nhà em một trận luôn, kiểu vậy. Cái ba mẹ em không thể nào mà khuyên em được nữa. Xong cái nguyên ngày hôm đó cái thứ thầy bất ngờ thầy qua nhà em, xong cái thầy ngồi thầy nói chuyện với em 2-3 tiếng. Em vẫn còn nhớ như là ngày hôm đó thầy bận cái áo gì luôn, mặc dù cái chuyện đó cũng khoảng là hơn 10 năm rồi, nhưng mà thì thật em rất là cảm động luôn á. Xong cái sau đó em biết được là thầy không có đi nghỉ phụng sự nữa, thầy đi theo dạng dân quân á, thầy vẫn tiếp tục dạy em thì em vẫn tiếp tục học tiếp với thầy. Cái kỷ niệm em không bao giờ quên được. Cái lần đó là cũng vui lắm. Để em đi lấy cái muỗng. Kiểu lần đó là khi mà chuẩn bị đi nghỉ ngủ á là mình cũng gác lớp lại cả 2-3 tháng. Trong quá trình đó thì mình cũng bàn giao lại cho thầy Tiên, bàn giao lại cho bạn thầy theo một thầy đó là như là năm nay là năm mấy rồi? Năm thứ 14 thầy. Năm thứ 14 Như học với mình là từ lúc còn nhỏ xíu xíu.
Đó. Có cái tấm hình mà em với thầy chụp á thầy. Đó. Em vẫn còn giữ cái tấm đó. Có cái hình như lúc mà mình đám cưới như nó có ghép cái clip biến hình đó. Đó thì cũng vui lắm, nhắc lại cũng vui. Thôi, trời ha. Đây. Rồi. Rồi, cảm ơn em. Đây, chị Phụng cơm như vậy. Mình nữa, mình thường là mình ăn món nào cũng vậy, đám giỗ nhà cũng vậy. Phải có món cơm, ăn kiểu giống như để lót dạ vậy á. Mà món cà chua này nó cà chua. Rồi, dạ em cảm ơn. Để em lấy cái chén nước cường. Điện thôi. Như không ăn ớt được không? Dạ em không ăn ớt được. Ê chi. Tắt lửa. Chị ơi, chị ở cho em miếng cồn. Trong đây á là có tôm nè, có tôm, có mực nè, trứng nè, chả rất là tơ đúng không nha. Con tôm nó bự cỡ vậy nè thầy. Mà em thấy quán nè càng về đêm thấy càng đông ha. Dạ ở đây mát đó. Ăn những cái món như là lưỡi vịt sabo thì mình sẽ ăn kèm với bánh mì. Dạ. Chút nữa mình ăn thử cái lưỡi vịt sabo best seller bên quán. Ăn đây là đừng ngại, thoải mái. Dạ. Thôi lên lửa. À, không khí rất là vui rồi. Mình phải cùng thôi à, mọi người ơi. Rồi. Long đâu? Có Long đâu? Vô. Vô nè. 1, 2, 3, vô. 2, 3, vô. Kiểu 2, 3 uống rồi. À, chắc là giờ tiếp theo là món lưỡi vịt sabo và cái món sò lông nướng mỡ hành. Dạ. Thì anh xin phép là nó chắc cũng nguội rồi đó. Cầm. Em bây giờ có thể xé bánh mì cắm thử không? Dạ. Rồi lông quay cận. Thầy Như. Dạ. Cái này thì có thể là món lưỡi vịt sabo á mình có, ăn với bún cũng được đó cả nhà. Tại nó rất là ngon. Hay. Rồi quấy lên luôn em, trộn lên luôn. À. Thơm quá. Đây, mời anh. À. Nhưng ăn khẩu đi em nha. Hấp dẫn nha. Rồi. Cái vị nó đậm đà. Cái vị nó sệt luôn á. Dạ. Cái nước nó sệt luôn cả nhà. Và khi mà chấm vào á, mình quết thêm bánh mì vô á, ăn nó giòn giòn bánh mì. Như lấy cái lưỡi luôn em. Dạ, mà cái vị á, nó ngọt ngọt. Ừ. Cái này là chính tay chị Chi á, chị mà nãy phỏng vấn mình á, chị làm luôn cả nhà. Nào, cái vị lưỡi vịt ở đây thì nó thiên về độ ngọt nhiều hơn. Đúng rồi. Chắc là chỉ nên theo kiểu người miền Tây á, sẽ thử một cái. Okay. Rồi, anh xin phép nha. Đây cả nhà. Đó. Đó. Cảm ơn anh nha. Đây là lần đầu tiên em ăn món này luôn thầy. Để em thử. Ồ, cái này giống gì Long? Bò trong.
không, ý là giống cái đầu của mấy con mà treo trên tường á, giống phần trâu nai con gì đó. Xíu thôi. Có vị của gì làm cá lóc mà thấm vô luôn, thấm vô trong cái lưỡi vịt luôn. Nhưng mà có một điều mình muốn nói đây á, là cái màu sắc của chị làm á, nó không có bị quá bị đậm. Có mấy chỗ mình ăn lưỡi vịt sabo nó ra cái màu như xá xíu vậy đó, màu đỏ luôn á. Lẩu gần sôi rồi thì chắc là mình sẽ bỏ nấm bỏ đồ vô, trong lúc đó thì mình sẽ review luôn cái món sò lông là ok. Dạ. Chừng cho thầy xin cái đầu. À, nước mắm trong sò lông phải xin thêm nước mắm trong mắm đi ăn à, nước mắm ngọt. Cái này nó hơi cay cay thôi. Đúng rồi, hơi cay cay. Em ăn em hơi chảy mồ hôi luôn. Em ăn bắp chuối. Nhưng không ăn cay được. Tại vì... Bắp chuối được không? Bắp chuối được. Dạ được. Như không có ăn cay được. Trời, Long đi với thầy luyện giờ ăn mua ăn cay. Dạ, phải luyện như Như hoan. Giờ Long kiểu ăn mì cay cấp độ 7 á. Nãy giờ là em chảy mồ hôi. Mà giờ đó chỉ hơi cay cay thôi, nhưng mà em đã chảy mồ hôi rồi mọi người. Anh đâu ăn cay rồi, xong rồi suốt ngày chặt. Long khi mà đi ăn ở đây á, Long đã cải thiện nhiều ở cả nhà. Khả năng ăn cay của Long là bây giờ cũng đã hơn lúc trước rồi đó. Chọc em vậy thôi chứ em phải nhìn đó với em ở quá khứ á, chứ đừng có nhìn so với mấy người mà ăn cay quá thì mình thấy mình bình thường. Thôi bây giờ mình xin phép ngắt clip chờ lẩu sôi lên nha cả nhà. Trong lúc đó mình sẽ chuẩn bị thêm nước mắm này kia để mình review món xà lông, để caramel vô luôn. Rồi, cái là em trụng bò đi, để anh gấp bún cho em với anh Long với Như cho thầy cái chén này gấp bún. Rồi. Rồi, đây. Bỏ cái dĩa qua đây. Đây. Dạ. Rồi em, anh gấp bún nha. Ồ, nóng. Wow, thịt bò này cái gì? Ở đây thì trong cái nồi này thì anh biết là em đang thích món gì. Món gì? Đây. Món nấm. Chính xác. Chị Phụng thích ăn nấm à? Chị Phụng thích ăn nấm. Đây để chị. Nhưng thích ăn tái nè, thích ăn chín. Dạ em ăn hơi chín chín xíu đi. Hơi chín chín xíu đi. Có những người ở cả nhà là ăn tái mà không có cần nhúng luôn á, kiểu như ăn phở á, là bữa trước anh đi anh thấy cái chú kia, chú kêu là bây giờ cho chú chén tái riêng luôn, không có nhúng vô nước lèo sống à. Đó bắt đầu là chú kêu một cái phần phở ra là chú ăn một muỗng phở là chú gấp một miếng tái là ăn coi như là ăn sống luôn á. Ghê vậy. Chú đã ăn thịt bò hả? Ăn thịt bò. Wow. Ý là bình thường là ăn tái là mình sẽ nhúng mà xong mình để chan nước sôi lên đúng không? Hay là chú ăn sống rồi luôn á. Ví dụ mấy chỗ ăn bấy một dĩa bò sống luôn á. Nó là ăn bò sống tái với chanh á. Nhắc chanh. Rồi em gấp cho. Rồi đây. Cái lòng đâu. Mình cảm giác ở đây á, kiểu như là khi quay những cái clip này nè cả nhà, cái áp lực mà phải có cái lượt xem này kia nó sẽ ít hơn những clip khác, tại vì khi mình quay vậy giống như là kỷ niệm của mình với những người quay chung nhá. Đây giống như là clip này là kỷ niệm của mình với vợ mình, với Như. Cho dù lượt xem có thể thấp nhưng mà mình đã có cái kỷ niệm với nhau, mà kỷ niệm đối với YouTube thì nó có thể xem lại. Xem lại và cầm cái máy này đi á Như. Dạ. Có thể gặp bạn bè nó. À, tôi có lên clip của Võ Xuân Lộc á. Có gì sub cá nhân. Clip này mà on air là em sẽ giới thiệu cho bạn bè em xem. Rồi. Giờ em thử cái nước thử thế. Nhưng mà nhiều khi á nói như vậy, cái có những cô chú nói là sao mà cứ lên clip vận động sub hoài, nhưng mà thực chất á là cái sự ủng hộ của các cô chú á, các anh chị á.
khi mà là chị Hai bỏ qua kia Gia Long nha. Khi mà mình nói ra là giống là mình trân trọng những cái điều đó vậy cả nhà, chứ mình không có phải là quên đi những cái đó, những cái sự ủng hộ của ông bà cô chú, giống như của cô Nam Lương nè, của anh Hà nè, của má Lan nè, ba của Tiến Phong nè, với chị Hiền nè. Đúng rồi, rất là nhiều người. Có và gia đình của mình nữa nè. Đó, mình kể là mình sẽ kể không hết được, nhưng mà luôn ghi nhớ và ở trong tim. Rồi thì có nhiều phụ huynh lớp vỏ nữa Như dạ. Có xem lên là giống như phụ huynh của mấy bé như Lam này kia cũng có coi. Nói giờ nhà tụi nhỏ cũng lấy cái điện thoại để cày clip cho thầy. Rồi nâng lên mình cùng cái à, cùng cái nha. Rồi. Dạ cái này là món gì vậy chị? Dạ bánh tráng mỡ hành nhập à, đây này chị tự làm luôn nè cả nhà. Best seller, chị nói cái này là best seller nha cả nhà. Bánh tráng mỡ hành trà bông. Ồ mà như thấy cái trà bông này nó dày lắm nha cả nhà. Nhưng mà để gần thì nó thơm á anh. Thơm. Cái vị thơm á, hình như có bơ hay sao. Rồi chắc mình xin phép là mình để qua thì đây để tới. Chúng mình sẽ ăn review luôn. Rồi. Rồi cùng nha. 1, 2, 3 vô. Cái nước đậm đà lắm thầy. Đậm đà ha. Rồi, chắc là thầy đã chuẩn bị sẵn cái này rồi. Sẽ đây. Chấm vào nó rất đây là cay. Đây là của Như okay. Nha, Như không ăn được cay. Rồi. Cuối cùng tôi cũng có đậu nội rồi. Đây cả nhà. Bỏ ăn hai miếng ớt lên cho cả nhà coi cho sợ rồi bỏ. Cay lắm. Nói chứ mà sẽ múc ớt vô đây cả nhà. Mình thấy cái này mà không có ớt giống như là nó mất đi phân nửa độ ngon. Rồi. Coi coi thử cái nước này coi. Chứ thấy như nó là cái màu nó đậm đà là chắc là cũng ok. Nó không quá chua. Nhưng mà vị húp vào nó rất là thanh. Và có độ ngọt của nấm nè, của bò nè, của tôm, hải sản nè. Nhưng mà vị ở đây chị nêm đậm đà thì ý là vừa cái độ mặn á, chứ nó không có quá bị lạc á. Nhưng mà ăn nghỉ nha. Nếu mà ăn á phần lẩu nè, ăn cả gia đình luôn á. Tại mình á, mình còn thấy là cái phần bún ở ngoài á mình gắp chưa hết luôn á nha. Với lại cái phần đồ ăn trong đây nè cả nhà còn nhiều lắm. Đây nè. Tôm nè cả nhà, nghêu nè, mực nữa nè. Nhiều đồ ăn cả nhà. Ngon quá. Mà nhắc tới ăn ngon thì cũng phải nhớ là những giây phút mà thì đấu phải ép ký. Như là một trong những đứa học trò mà trải qua được những cái khung bậc cảm xúc khi ép ký. Em nhớ nhất là cái ép ký nào Như? Còn em nhớ nhất là cái lần em ép ký đánh giải dạy học phải phụ đổng năm em học cấp 1 thì phải thầy. Lúc mà em mới học lớp 4 mà ý là thường thường á là lúc khi mà học lớp 3 á là lúc đó em chỉ có 3 mấy ký thôi thì em đùng một phát sau một năm em tăng lên 10 ký. Wow. Thì cái hạng cân của em nó bị ngoại hạng xong rồi, nhưng mà em lúc đó là giống như là mình phải ép xuống chị đánh một hạng cân nó phải vừa đủ thôi. Xong rồi hả, lúc đó em ép mà như là thật sự là bao nhiêu mồ hôi nước mắt là tuôn ra luôn, nhưng mà cái kết quả là em không ép được cái giải đó và em phải bỏ. Ép ký giống như mình phải giảm ký đúng không? Giảm ký vậy như là nó là một dạng giảm ký cấp tốc của chị, giống như là trong ví dụ em còn dư 1 ký mấy đúng không, thì em vô em phải nhảy dây xong rồi em phải đổi áo mưa em chạy ngoài nắng, như là nó như là cực hình đó chị. Nhưng mà khi mà em đạt được cái đó em cảm thấy rất là hạnh phúc, tại vì cái đó là cũng là một cái thử thách đầu tiên. Dạ đúng rồi, trước khi mình bước lên một cái sàn đấu. Cái đó là gọi là ép nước đó cả nhà. Thì cái ép đó nó sẽ nhâm và nó làm cho mấy bé giảm ký nhất thời. Nhưng mà bữa vừa rồi á là có bé Lê, mình có quay lại cái cảnh mà bé chào mọi người á thì cắt tóc luôn. Nó là một trong những đứa mà đầu tiên mà anh thấy nó phải cắt tóc luôn để nó đủ ký á, là ba mẹ nó là chịu chơi và giống như cũng vậy, ba mẹ rất là tin tưởng vô anh, mới tin tưởng vô lớp bỏ nên gửi bé. Và đi từ nhỏ tới bây giờ thì cũng là cả một chặng đường đó nha. Thì quá trình ép ký á, có những lần mình phải lòi mấy bé vô lò xúc xích. Tàu ơi. Bật chế độ kiểu nấu lên đó cho nó nóng á. Đang đổ mồ hôi. Đổ mồ hôi.
và việc đổ mồ hôi đó là nó đỡ phải vận động cái cơ, đỡ bị mỏi. Nhưng mà cái đó là giống kiểu như sông hơi ấy. Anh kiểu là giống như chỉnh chế độ giống như sông hơi thôi chứ đâu phải là chín thịt đó, đúng không? Đúng rồi, chứ đâu phải bỏ mấy đứa vô và bấm chế độ nấu, kiểu là bỏ kiểu là chỉnh ra nóng cái lò lên thôi, hơi nóng sau đó thôi là vô. Dạ. Là mình khép cửa hờ cho mấy bé nó ngồi trong, nó ra mồ hôi đó, chứ không là nó ra nó giống như là xúc xích mà nó chín thịt đó. Nãy giờ là cũng kiểu mình review mà anh biết mình quên cái món gì của Như không? Món gì mà Như thích nhất? Xà lóc. Xà lóc rồi. Đây có nước mắm rồi Như ơi. Dạ. Trong lúc đó đây thì chắc là Như review luôn món xà lóc đi Như. Như review luôn món xà lóc nha. Đây, đây, đây. Để em sẽ chiên nước mắm lên. Thấy nó đại ụ luôn á, hấp dẫn á. Ờ, đúng bài rồi, đúng mắm là đúng bài. Em mời mọi người, em mời thầy, em mời chị Phụng. Em đi Như. Nó nguội nhưng mà nó vẫn còn thơm đó chị Phụng. Đậu phộng, thành thịt, mỡ hành. Mà em cảm giác nó có dai không? Thường là nó tươi nó mới dai. Nếu nó không tươi là cảm giác là nó sẽ bị bở. Còn em nhà nãy giờ chưa chưa xong luôn. Là nó tươi đúng không Như? Dạ đúng rồi. Quán bên đây là đồ ăn chất lượng nha cả nhà. Từ tôm cho tới những cái món gà, món ốc này kia. Nêm nếm được á, nêm nếm vừa ăn á. Lần nữa thì cả nhà muốn tới đây thì cả nhà đối diện là có trường mầm non Khu Vàng. Đài Long, quay quay cho cả nhà coi. Ở đây là địa chỉ không? Cái để mới. Ở đây thì hầu như là bốn người ở đây thì đều bị cận hết. Thì giọng là Long zoom vô cho cả nhà thấy. Ở đây á là địa chỉ số 27 Thép Mới, phường 12, quận Tân Bình đó cả nhà. Đây là quán ốc Khoa. Rồi. Thì cuối cùng á thì mình cũng xin phép là ăn thử cái món của bên chị, sau đó mình sẽ kết clip để mời cameraman cùng vào ăn. Và mấy thầy trò mình cũng tâm sự thêm sau khi kết clip anh em. Bánh tráng này đó nha, cảm giác là bánh tráng nướng luôn á. Ủa thì đó là bánh tráng nướng mà anh. Thế là thường á là sẽ có dạng bánh tráng nướng kiểu Đà Lạt á em, là nó mỏng á, cái này giống bánh đa. Mà cả nhà. Nó bánh dừa. Thơm nó bị dừa. Món này khi mà vào á, trước khi ăn món chính á cả nhà gọi. Ăn rất ok. Để khai vị. Khai vị. Rồi, ok. Mà chị nói cái đó là best seller thì chắc ở đây người ta chuộng. Người ta gọi nhiều. Dạ. Rồi, clip cũng tương đối là dài đó nha. Nhưng mà những cái clip về thường bây giờ vợ chồng mình cũng ăn và cảm nhận cái món ăn. Nhưng mà sau khi kết clip á thì mình sẽ chiến hết đây luôn. Ok không em? Ok. Yeah. 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 Đây thì mình Long ăn hết được mà, cần chi tới mình. Chắc là vợ với Như cũng nhận xét về cái món ăn ngày hôm nay đi. Như, em thấy cái món ăn ngày hôm nay như thế nào? Những cái món mà em ăn từ đầu tới giờ luôn hay là em không thấy một món nào dở hết. Đây là một cái nhận xét rất là chân thật của em luôn. Từ cơm, lưỡi vịt là em là một người rất là hơi kén ăn, nhưng mà em ăn một cái món lạ mà em thấy ngon là thật sự rất là đúng ý em. Món này em cũng thấy ngon hết thì em thích hết tất cả luôn. Và hôm nay được ăn lẩu Thái nữa. Nãy Như cũng kiểu như nghe nó ăn lẩu gà, Như cũng hơi bị khẩn á, mất mấy giây mình thấy là chắc Như không thích ăn lẩu gà đó. Mà Như là người gọi lẩu Thái á cả nhà. Rồi thì hôm nay cũng rất là vui, cũng có những giây phút mà ngồi với nhau như vậy. Nhiều khi lên lớp võ thì thầy trò mà vô vào dạy này kia thì hết tiết này kia cũng ít nói chuyện. Và chị Phụng thì cũng ít lên ít đi làm á, cũng ít có thời gian cùng giờ với mình để lên lớp. Hôm nay cũng như là dịp để mấy chị em rồi thầy trò ngồi với nhau. Đặc biệt ở đây là chị Phụng trong cái năm mới, sinh nhật tuổi mới này, thì chị Phụng có lời chúc hay có nhắn nhủ gì với Như không? Thì
ở tuổi mới thì chúc Như thật là nhiều sức khỏe nè, thật là may mắn và thành công hơn trong các con đường mà em chọn sắp tới nha. Dạ, cảm ơn chị Phụng. Rồi nhân đây mình cũng cảm ơn cô chủ luôn, cảm ơn cô chủ, cảm ơn quán ốc như là camera Men Long và tất cả ông bà cô chú và anh chị đã xem clip ủng hộ cho vợ chồng mình. Thì sắp tới sẽ có những series đi tỉnh nữa cả nhà, thì trong lúc mà thầy đi tỉnh thì cũng phải nhờ Như rất là nhiều. Dạ. Tại vì Như sẽ đứng lớp cũng như là sẽ có bên cạnh các bạn Đai Đen hỗ trợ mình trong quá trình mà mình đi tỉnh, thì sẽ cố gắng làm sao có những cái clip đi tỉnh thật là hay, và xen kẽ đó thì sắp tới cũng có những hoạt động ở trên lớp vỏ cả nhà, mình sẽ ghi lại và gửi tới cả nhà. Và cả nhà còn chơi gì nữa mà không rồi, like và subscribe. Like và subscribe nha cả nhà. Rồi, mỗi subscribe, mỗi like của cả nhà đó là một động lực để vợ chồng mình có thể cố gắng nhiều hơn để làm ra những cái clip đẹp hơn để gửi tới cả nhà nha. Ok. Cảm ơn và xin chào cả nhà. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Yeah.